lâu ngày thì chết thoát ra, thì chờ chữ vô thì con. Ăn méo cấp này nó hơi yếu ha. Hồi cái bữa mà ta nói nó yếu siêu liều luôn á, cái mình nạp mấy g sẵn luôn nha, thì tối dài tại vì nó yếu quá rồi sáng mà soạn bài cũng được luôn. Cái tối nó mạnh vô duyên vậy đó, tối nó mạnh hì hì luôn. Ừ, phải qua buổi sau cái hết cái gói cước rồi. Nó dễ thương hay sợ luôn vậy đó. Tôi có bị hố cái chỗ nào đó, quý vị gửi lại đây nha. Đúng rồi, vô thường lắm. À, Phước Khoan hả? Tình trạng của luật sĩ ra. Đúng rồi, thượng à cá nhân hả? Cá nhân này thượng tôn cái đích đời giác ngộ giải thoát á. À, cá nhân này chỉ có cái đó thôi à. Nên nếu mà xã hội á, thượng tôn pháp luật. À, nhà trường thượng tôn chân lý. Gia đình thượng tôn thương yêu, thì cá nhân thượng tôn giác ngộ giải thoát. Cái hai hả? Học sách không có nhớ kỹ, học thì quên trước quên sau, tới là như tôi hối hận chuyện xưa. Dính vô trong đây là ra không có được đâu á, dính vô trong đó là cái vòng tròn lẫn quẩn á. Mình phải rất là mạnh mẽ, mình giờ mình suy nghĩ, mình phân tích cho mình nè ha. Trả lời câu hỏi thứ hai á, đọc sách bây giờ mình không có nhớ, mình không có nhớ thì mình ghi lại mình vẫn quên thì mình xem lại. Mình xem lại mà nó vẫn quên thì xem tới xem lui. Trời ơi, thầy dạy thì cũng phải xem tới xem lui mà. Trở dĩ đó, cái người mà người ta giảng dạy người ta nhớ được là quý vị biết làm sao không? Người ta dễ hoài, cho nên nó thao tác tri thức của người ta nó nhường nhị. Là tại vì người ta giảng tới lui. Thì trong tất cả cái nghề đó quý vị ha, thì cái nghề mà làm giáo dục đó, cái nghề mà làm thầy giáo đó ha, là cái nghề mà ta nói là chơi giỡn với tri thức. Tại vì cái nào cũng nói hết mà đâu có gì khác đâu. Thế ra đó là người ta nhớ được nhiều. Người ta liên kết nó nhạy là bởi vì cái đó là cái mà người ta làm hàng ngày. Mình đâu phải là cái công việc 8 tiếng mình để mà mình làm hàng ngày đâu bé hai. Cho nên chuyện mình quên là bình thường. Mình đừng có ngại gì cái chuyện đó, quên thì mình nghe lại. Quên thì mình nghe lại, cứ quên rồi mình nghe lại, mình xem lại, nhớ vậy đấy. Vậy thì mình phải dùng cái sự siêng năng để bù đắp lại cái chỗ mà mình hay quên. Thì tới thì lo nghĩ, thì lùi ha, hối hận chuyển qua. Cái ý tiếp theo này là không có nên nè. Tiếp tục cũng phân tích nữa, bây giờ mình lo nghĩ hối hận thì có ích lợi gì đâu. Mình lo nghĩ mình hối hận mà nó phải ra được tô cháo ăn no bụng là cũng ráng lo. Trời, chắc cái tôi lo dữ lắm luôn á. Khỏi tốn cơm tốn gạo nó mà ngon, mình lo cái có cháo ăn rồi sướng à. Mình lo nhiều xíu ấy, thành cháo lòng à, lo ít tới thành cháo trắng đâu có à, mình lo đó, mình lo sao mình mệt, lo đó là tâm sân này sao thì mình mệt. Mệt cái mình bệnh, mình bệnh cái mình tốn tiền, mình bệnh cái mình khổ đau sầu bi của thằng chi vậy. Mình suy nghĩ, mình phân tích cái mình thấy là nó kỳ rồi. Thôi mình đừng lo nghĩ cái chuyện mà nó đã qua rồi. Mình nghĩ về chuyện đã qua đó là để rút kinh nghiệm, chứ không phải đi buồn. Không phải đi tự ti, đi tiêu cực. Cái đó nó vô ích, nó không đem đến cho mình cái giá trị lợi lạc nào cả. Nghe. Nên mình dẹp cái đó đi, thay vì lúc nào mà mình tiêu cực sầu bi khổ u đó, mình mở giáo pháp lên mình nghe. Nhiều lắm, nhóc có chân luôn. Không biết nghe gì cứ nhắn tôi gửi cho. Mấy nay cái chấm đó, tôi mở lên, ví dụ như hôm nay tôi nghe chúng sanh và các loại sinh thú đó. Người và cậu ấy đó, trời nghe vui chết được luôn vậy đó. Nghe mình thấy hài lắm. Cái mình đâu có biết đâu, nghe cái này nói vậy ha. Đó, mình cũng biết thêm nhiều cái. Cho nên là mình đừng có để cái thời gian trống nó tiêu cực. Cái thời gian trống mình phải lắp những cái thứ ích lợi vô. Hiểu không? Mình không có làm ích lợi là mình làm bất lợi liền à.
quý vị đều đã nghe rồi đúng không? Tôi sợ tôi nói ngồi cái bên đây nói bên kia không nghe gì cả nữa. Hay có bé Hai với cô Tú gợi ghi cái gì nè. Này nó mới vô nữa nè. Vậy là nghe đúng không? Tiếp nhiên đến giai đoạn, đến hai giai đoạn kế tiếp. Đến hai giai đoạn kế tiếp. Em mà có mắc hỏi gì là nhậu lên hỏi nha. À, tuổi đi học. À, tuổi đi học. Từ 6 đến 12. Từ 6 đến 12. À, tuổi dậy thì. Và tuổi dậy thì. 12 đến 18. Là thời gian cá nhân trực tiếp trải nghiệm. Trải nghiệm thụ cũng như chịu những sức ép, như chịu những sức ép, chịu những sức ép trong các môi trường học đường. Và các định chế xã hội. Định chế xã hội. Thời cá nhân mở rộng. Thời cá nhân mở rộng. Thời cá nhân mở rộng. Các mối quan hệ với bên ngoài. Quan hệ với bên ngoài. Hàng ngày hàng nhận dạng và hiểu biết thêm về bản thân. Hàng ngày hàng nhận dạng và hiểu biết thêm về bản thân. Lớp bữa học cơ sở đó chị mới thân tha nhân và thế giới. Tha nhân và thế giới. Hiểu biết hơn về ý nghĩa cuộc sống. Hiểu biết hơn về ý nghĩa cuộc sống. Và hình thành được những hướng đi. Và hình thành được những hướng đi. Các mục tiêu của cuộc sống cá nhân. Các mục tiêu của cuộc sống cá nhân. Cái này là chính là giai đoạn cấp 3 nè, à, mục đích cuộc đời đó. Khủng hoảng nếu xảy ra trong giai đoạn này. Những khủng hoảng nếu xảy ra giai đoạn này. Khủng hoảng xảy ra trong giai đoạn này sẽ khiến đứa trẻ vị thành niên. Sẽ khiến đứa trẻ vị thành niên. Vị thành niên trở nên kém cỏi.
trở nên kém cỏi trong học hành. Và trong các kỹ năng ứng xử, và trong kỹ năng ứng xử lẫn lộn vai trò, lẫn lộn vai trò và mang mặc cảm thất bại, và mang mặc cảm thất bại. Đây là cái giai đoạn của trung học cơ sở và giai đoạn của trung học phổ thông. Thì cái này cũng có nói hoài, nói rất là nhiều lớp và nay nói lại thôi. Cái cách trung học cơ sở cần giáo dục để các em hiểu về chính mình. Đây là hiểu về cái gì? Tâm sinh lý. Cần giáo dục để các em hiểu về chính mình, tâm sinh lý. Dĩ nhiên là cũng là đào luyện các cái đức tánh, cũng đào luyện các đức tánh cần thiết để cho các em bước vào trong cái giai đoạn hiểu này thì cần những cái đức tính nào và chuẩn bị giai đoạn sau, như rèn giũa những đức tính mà các em đã có được hung đúc ở giai đoạn tiểu học rồi. Đấy. Còn cái cấp mà trung học phổ thông ấy cần giáo dục để các em tìm đích đời và nghề nghiệp. Đấy. Đoạn của cấp trung học phổ thông á là đích đời và nghề nghiệp. Nhớ ấy, bây giờ đó với vấn đề hết sức to bự đặt ra là nếu bạn không có được giáo dục như thế, thì bạn sẽ có những khiếm khuyết, nghĩ cách để bù lại những khiếm khuyết đó. Ok, để thì gửi qua cho. Tăng có chụp nữa nè. Phần chụp thì nó sẽ dễ nhìn hơn, nó có cái phần thầy trình bày. Rồi quý vị thử làm mày. Vậy thì quý vị đầu tiên quý vị mình phải biết mình khiếm khuyết cái gì. Biết cái đó, biết mình khiếm khuyết cái gì rồi đó, sau đó là mình đưa ra cái kế hoạch để mình bù đắp lại những cái chỗ mình bị khiếm khuyết. Chỉ vậy thôi.
Gì làm xong á thì cho hay. À, quý vị mà có chia sẻ lên được thì chia sẻ, hoặc có những cái câu hỏi ví dụ như cái chỗ đó đó, giờ tôi không biết tôi làm sao tôi bù lại giờ, thấy không, thì mình cũng nêu lên những vấn đề mình gặp. Bữa nay lớp mình không có dân triết nhiều, thấy không, cho nên mình đi nhẹ nhàng tâm lý. Bữa nào có dân triết nó dự cái mình đi tâm lý vậy nó khinh mình chết, không mình phải đi hàn lâm đồ. À, giờ trong đây toàn nó ứng dụng không à, giờ mình đi hướng ứng dụng. Hay xong thì cho hay. Ok, với Hoa cái đó còn tùy, cái đó tùy thuộc vào mục đích của mình. Ví dụ mục đích của mình để biết mình thôi thì ok, đi thẳng vô trong ruột biết luôn. Nhưng mục đích của mình á là để mà chuyển nó qua người khác nữa thì mình vô Phật học thì đâu có công cụ đó mình chuyển đổi đâu, mình chuyển không được, mình đưa cho người khác không được. Tại sao mình đi bên ngoài để mình có công cụ mình mượn cái đó mình chuyển qua đưa cho người ta, hiểu không?
việc học hiện tại. Ừ, đúng rồi đó bé hai. Tức là tới bây giờ mình phải suy xét cái đó là nó đã qua rồi. Thế là hồi đó mình bị nhét vô vậy đó, mình đâu có suy xét gì đâu. Bây giờ nếu mà mình tiếp tục mình sống mà mình không có suy xét nữa đó là mình sai lắm à. Không, là sai lắm lắm luôn á. Cho nên bây giờ bắt đầu phải suy xét nè. Để hồi là tới đó cái tới 50-60 tuổi sau cái mình suy xét lại bây giờ nè. Ê mình nói trời trời, hồi đó sai lắm lắm, cái cấm đầu cấm cổ làm không à, không biết suy nghĩ gì gì hết trơn ha. Ồ, từ đó có bắt đầu mình thấy nói thì lại sai tiếp. Đó là một quá trình sai truyền kiếp từ cái thời này qua cái thời khác vậy đó. Gì mình làm xong mày cho hay nha. Cái đó khó lắm tốt ơi à, đâu phải mình dễ đâu con à, nó còn do cái nghiệp của mỗi đứa khác nhau nữa, đâu phải đứa nào cũng phù hợp đâu. Có những đứa anh sống an phận theo kiểu vậy đó thôi, cứ tiền tàn qua ngày trời qua đời, đối với nó vậy là ổn rồi. Việc biết thiên này kia nọ ra nó nhức não, nó không thích à, cho nên là mình làm nhưng mình không có kỳ vọng là nó phải theo ý mình à, mình làm nhưng mình không có kỳ vọng là nó sẽ theo ý mình. Có dịp có điều kiện mình nói thì mình nói thôi, mà tôi đảm bảo luôn khi mà quý vị đã có cái máu đó trong người rồi, máu đích đời cho người rồi đó, không khi nào bỏ qua cơ hội hết đúng không? Có cơ hội là bùm 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 tới à, chứ mình đặt hỏi đồ nó dễ đó. Nhưng mà cái vấn đề hay là người ta vô không là chuyện của người ta nữa, người ta vô không là chuyện của người ta nữa, mỗi người nó sẽ mỗi khác nhau mà, nó vậy đó, nó khổ vậy đó. Đó mình ra là duyên nghiệp của chúng sanh sai biệt à, duyên nghiệp chúng sanh sai biệt là như thế. Chứ mà dễ dàng là Đức Phật hốt hết thế giới này rồi, đâu còn dư sót tụi mình ngồi đây học clay clắc gì đây. Nên việc cần làm mình làm thôi ha, việc cần làm mình làm thôi. Còn mà chuyện mà làm sao để cho nó không có sổ sàng quá thì cái này cũng khó nữa. Nó do cái bản tánh của con à, nó lại do cái điều kiện làm cho cái vấn đề đó được nảy lên à, mỗi điều kiện khác nhau thì nó sẽ có cái cách nó ứng xử khác nhau nữa. Ra đâu có cái khuôn nào chung được. Nhưng mà vậy mới thấy duyên nghiệp nó phức tạp đến cỡ nào. Ngay cả các bạn mà đang học bây giờ đó, các bạn học phổ thông ấy, cũng khó lắm. Mình biết đó là một chuyện à, mình biết đó là một chuyện, nhưng mà nó còn nhiều cái tham số xung quanh lắm, đâu phải dễ đâu. Đâu phải đứa nào nó cũng dễ như chỗ ông Công Duy à, chỗ Công Duy là nó cũng đã là khá là dễ rồi đó. Có trường hợp mà khá là ổn, nhưng mà nó cũng nhiều cái khó lắm, chứ đâu phải đơn giản đâu.
giờ một cái đứa trẻ bất kỳ nào đó đi, nó bị lệ thuộc đâu nhà, gia đình cấm cản gia đình đi theo cái hướng của nhà anh ta. Đấy, ví dụ như thích điểm số, thích nợ kia, nó cũng là ảnh hưởng nó nhỏ, đâu phải dễ. Rồi bạn bè trong môi trường, trường lớp của nó, đâu phải dễ là nó nghe mình, đâu phải dễ nó chịu đâu. À, đâu phải đứa nào nó cũng suy xét là nó đồng ý với cái điều đúng đâu. Nó lại thích phù hợp với cái đám bạn nó hơn. Rồi đó là bao nhiêu cái tham số bên ngoài nó cản trở. Rồi bắt đầu tới cái đứa nhỏ đó, cái đứa nhỏ đó đã chịu rồi, ok rồi đó, đồng ý rồi, nó làm nổi không nữa. Nó làm nổi không nữa, tức là nó muốn làm chuyện, ví dụ như đó, như công gì đi chẳng hạn, nó học với tôi đi, thì mấy môn ở trường là nó tự mò hết rồi, mấy môn ở trường là nó tự lo, thì tôi dạy cái khác, nhưng mà bây giờ mà tôi bấm bấu vô mà tôi dạy trường nữa, thì đâu có thời gian dạy khác đâu, thì nó lo nổi không? Nó lại là vấn đề nữa, trầu nó nhiều thứ, tham số vô lắm, không có dễ. Vậy thì lơ ha. Thì đó là một cái nghệ thuật đó tốt. Thầy con coi đó, con cưa bộ con sao, phải không? Con có ào ào nhảy vô không? Thì đó cũng là kinh nghiệm, mà cái đó là con nhiều hơn thầy nữa, mà đó con hỏi gì không? Ráp vô. Cũng còn mơ hồ gì thấy mình là hiểu ơn dĩ nhiên rồi, khi mà mình chưa có cái nền tảng đó, làm sao mình diễn đạt cho người ta được. Trước tiên là mình phải có cái nền trước ha. Mấy đứa nhỏ này nó học biết bao nhiêu lâu, học biết bao nhiêu thứ, nó hiểu nó là dễ rồi đó, mà tới mà nó truyền đạt qua người khác ra vấn đề nữa chứ không phải đơn giản đâu, nên không có cái gì là giản đơn hết. Thì quý vị khi mà quý vị nhìn như vậy, quý vị hiểu được cái đó thiệt sự, quý vị mới quý cái mà mình đang có. Không phải tự dưng cái quý vị có một cái sự hiểu biết được là cái vấn đề xã hội nó sai như vậy, cần phải có cái đúng là cái như vậy. Trời ơi, nó quý vị không có dễ đâu. Đi thắp nhang mà đi đắp đốt hết thế giới này kiếm không có ra. Cái đó nó khó lắm. Mà mình phải suy tư á, thế mà mình suy tư á, thì suy tư về tất cả những cái điều đó là quan hệ đó. Mình khi mà mình có cái sự mình mệt mệt mỏi mỏi rồi đó, mình khó ăn khó ở rồi đó, khó học khó hành khó vô rồi đó, bắt đầu rồi bao nhiêu những cái không thế tốt mà nó quay trở lại, nó đè cổ mình á, bắt đầu mình suy xét đó, cái sự khó như thế nào để mình có được cái sự học, khó như thế nào đó để mình có những cái biết nó đúng, khó như thế nào để mình duy trì được nó. Trời, quan hỷ à, mình quan hỷ à, mà quan hỷ cái ok, mình tiếp tục cái chuyện mình cần phải làm, nó vậy đó, mình phải suy xét tới lui vậy đó. Vậy thì một cái người ta thiếu biết bao nhiêu yếu tố, người ta thiếu biết bao nhiêu yếu tố rồi, nhưng mà muốn người ta có bực mà sao có được, mình tích góp nó biết bao nhiêu lâu luôn, nó mới đầy đủ các tham số như vậy để cho mình nó hiển bày ra được cái chuyện học, chuyện hành, mọi thứ của mình. Thế vậy đó, mà quý vị đâu đòi cái bực với người khác có sao có được, khó lắm. Và dĩ nhiên ở trong khi đó thì mình cũng thấy những cái tham số mà nó sẽ phá hoại cái chuyện đó của mình, nó cũng tồn tại. Cho nên cái người khôn ngoan đó, thì họ biết những cái tham số phá hoại đi cái chuyện ích lợi đó là cái gì, để họ kiểm soát. Chứ mình không có hiểu biết cái đó mình không kiểm soát được, nó cắt ngang cái mình chết liền á, nên phải kiểm soát mấy cái đó lại. Nhiều cái vấn đề lắm nha, thành ra mình biết quý những cái gì đó mình đang có đó, mình quý. Cho nên thành ra là khi mà mình có nhiều cái điều kiện thuận lợi đó, mình không có quý là nó mất cái quý gì. Mình có những cái điều kiện đó, mình có cái kho báu trong tay, mình không có giữ là mình mất á. Giống như cái ông ăn mày vậy đó, đi ngang cái đại gia thấy ông ăn mày thấy thương quá, cái móc hộp xoàn cho ổng.
ông nhét túi áo, ông nhét túi áo, ông nói cái ông này tự nhiên cho cục đá để cho ổ bánh mì ngon biết nhiều, nói vậy đó. Ừ, nó không không có biết trân quý, nhét nhét túi áo bỏ đó rồi, à, bỏ đó vậy đó. Cho nên đó, mình hay bị vậy lắm. Những cái điều gì mà nó tốt đẹp mà nó thù thắng nó ít lợi đó, mình biết rồi đó, cái mình cắt nó qua bên à. Có những cái mà nó rất là xàm xí vậy đó. Nên mình lúc nào mình cũng phải nhớ mình có bủ bối ha, mình có bủ bối, mình có cái vốn rất là quý, mà cái đó là cái không có kiếm mà trên cái cõi ta bà này là không có dễ dàng để có cái thời kỳ và có cái hiểu biết như vậy. Mặc dù bây giờ nó đã bị mai một, thiệt sự là nó mai một, soạn bài rồi tìm hiểu rồi mình sẽ thấy được nó mai một, thì đáng tiếc lắm. Nhưng mà còn được bấy nhiêu đó là quá quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, học không hết nữa. Còn bấy nhiêu học không hết nữa, nên mình phải quý, mình phải quý, mình ráng gìn giữ, mình tìm cách nọ cách kia để mình học hỏi, để mình duy trì, để mình cố gắng đó. Cái đó là tại vì mình hiểu thiệt sự cái đó nó có giá trị. Và nếu mà mất cái đó đi đó là nó một sự tổn thất rất là lớn, sự tổn thất rất lớn đối với cái vốn liếng, cái sự hiểu biết của nhân loại. Thế ra mình hiểu như vậy cái đó, mình học hành rồi mình biết trân quý lắm. À, mình thấy những cái nguy cơ nào mà nó đoạn đi cái sự học hành của mình, nó đoạn đi cái điều kiện của mình là mình phải xắn tay áo lên mình xử lý, mà không có chờ nó cắt ngang là chết đó, chứ không giỡn đâu. Cho nên nó quý, mình được học á, biết bao nhiêu thứ đó là quý lắm. Đó là nó cho nói gì thì góc độ là Phật học không là thù thắng. Rồi đến những cái lớp như thế này nè, bây giờ quý vị kiếm coi có lớp nào mà nó chịu mà nó học những cái vấn đề mà hàng lâm học thuật như vậy, vì đốt đuốc coi kiếm không có. À, có người người ta muốn học thì không có người dạy, mà có người muốn dạy thì không ai học. Trời ơi, nó vậy á, cái xã hội, khi mà cái xã hội mà nó không có cái sự mà chú trọng vào trong cái hiểu biết đó, ta chỉ lo ăn chơi mà. Vậy đó, khổ lắm. Khó ốp luôn rồi. Địch không phải chứ không phải quần nhà. khổ lắm. Người ta sẵn sàng người ta đi chơi, sẵn sàng người ta đi chơi, mà ta nói đi chơi đi hoài được đâu, đi chơi đi hoài được đâu, đi ăn hoài đâu, ăn cũng vậy à, ăn xong rồi cái khổ sầu cái la, rồi cái than, trời ơi, thấy mình nó thảm á. Mày mua ra dẫn y gan vậy, học hành này không biết gì hết, học hành này không biết gì hết, nó khổ vậy đó, thì thương lắm. Nhưng mình mới thấy chúng sanh nó khác biệt với nhau vậy đó, nó sai trái như vậy đó, nó nhiều quá sự sai trái vậy đó. Rồi quý vị mới thấy khó lắm, kiếm để duy trì cái sự học nó khó lắm. Khi mà quý vị hiểu như vậy đó, quý vị mới biết là vì sao mình trân quý những cái gì mình còn, cái điều kiện. Mình mệt mỏi, mình sầu bi, mình khổ u rồi mình cố gắng, gắng phải duy trì, phải gắng để có một cái môi trường cho cái sự học. Mình không có duy trì là nó mất, mà nó có duy trì là nó mất đó. Thành ra đó là phải cùng với nhau mừng nó mới có được. Nên khổ lắm, mà ngày càng nhiều á, ngày càng cái đó, chuyện đó nó nhiều đó. Bởi vì cái giáo dục mình nó sai, hiểu biết nó không đúng đó. Ngay từ khi đó, hồi còn nhỏ đó, trung học cơ sở là mình không được dạy đúng rồi. Trung học cơ sở là mình đâu có được dạy là phải đi khám phá chính mình, thấu hiểu chính mình gì đâu. Nói đến cái sinh lý mà người ta còn không dạy cho mình nữa. Cái gì coi phải không? Đến cái sinh lý mà người ta cũng dạy cho mình nữa. Những cái chuyện mà nó nhỏ tẻo teo luôn á, đáng lẽ là phải biết, đáng lẽ là phải dạy đó, mà cũng dạy. Thế thì hỏi quý vị chứ, những cái chuyện mà nó lớn hơn như là về thế giới tinh thần của mình, về nội tâm của mình, về sự nhìn nhận cái việc đúng việc sai, trời ơi mơ đi, không ai dạy cho mình cái điều đó đâu. Và ngày càng nó mất đi như vậy đó. Thì mình hồi xưa cũng thế, khi mà mình đã tìm lại được những cái điều đúng, tìm lại được những cái giá trị ích lợi, gắn trân quý, gìn giữ, cái đó mình không gìn giữ nó mất, nó cũng sẽ bị mất đi vậy đó. Nó cỡ hơn chết hả?
Thành thử ra đó quý vị mới thấy là có những cái những cái đau lòng ở trong xã hội, những cái biến tướng, những cái khổ sầu là bởi vì không có được giáo dục, không được giáo dục. Mà khi mà tôi dạy mấy đứa nhỏ, nhất là tôi dạy về về hello vậy thì mấy đứa nó nhớ kể nhiều lắm, nó kể tùm lum hết trơn, vân vân. Cái thế giới của tụi nó phức tạp lắm, thế giới của tụi nó phức tạp lắm, không phải đơn giản đâu. Hồi xưa thế giới của quý vị biết sao, cái thế giới của tụi tôi xưa cái tầm đó đó nó khá là đơn giản, không có phức tạp như mấy đứa nhỏ giờ. Cũng có thể là bởi vì tôi hồi xưa tôi dưới quê, dưới quê nên ra nó cũng có nhiều cái thông tin hiểu biết gì, còn khù khờ ngơ ngơ ngáo ngáo. Còn giờ ở thành phố có thể là bởi vì nó khác, nên cái tầm của tụi nó phức tạp lắm, rất phức tạp luôn quý vị. Ở trong một cái thế giới của tụi nó, khi mà mình gia chạm vô cái thế giới của tụi nó mình mới thấy khó lắm, mà không có được dạy dỗ hết trơn là nó hư, chắc chắn hư. Nó sẽ không có thể nào mà nó xử lý được những cái vấn đề trong cái cuộc sống của nó, từ cái vấn đề gia đình, vấn đề bạn bè, đến vấn đề yêu đương, rồi tùm lum nó chơi vậy đó, phức tạp lắm. Nó là một cơ sở đó, thì chưa phải là phổ thông đâu, phổ thông nó còn dữ nữa. Bán bớt để chặt nhà. Cho nên mình thấy mình hiểu biết rồi, mình nhìn lại cái mình thấy thương cái thế hệ, cái thế hệ sau đó ngày càng nó dở xuống, ngày càng nó ngu lì hơn, nó âm trì ấm chướng. Mà mình biết được cái đúng rồi, mình không cố gắng sau này mà mình bị đó, không, sau này là mình bị đó, đi gàn đi đường nó luôn đó. Rồi đó là cái cấp của cái cơ sở đó, mà tới cái cấp phổ thông là quý vị mà thấy mà chết nữa. Quý vị học một lớp phổ thông nó có ai dạy cho mình đâu, có ai dạy cho mình về đích đời đi, chọn nghề nghiệp đâu. Nghiệp nó dẫn không à, quý vị coi phải không, nghiệp nó dẫn không à. Tôi mà nhìn lại cái cuộc đời của tôi đó, từ nhỏ tới lớn đó, là tôi gọi là tôi ăn may ha, tôi ăn may làm đại cho nó trúng nè, cái nghiệp của tôi nó dẫn. Chứ mình không thấy của mình có sự chủ động nào ở trong đó để mà biết trước rồi nhân cái cơ hội đó mình thực hành, không có, nghiệp nó dẫn hết á. Nên mình phải chuẩn bị, mình phải lo ăn đời này mình lo đời khác. Mình đâu có chuẩn bị đó là tới sau này cái đời mai kiếp hậu mình lú cái đầu ra rồi nó đâu có dẫn mình đâu, nó đâu có dẫn mình nữa, nó đâu có, nó có làm đâu, đâu có ăn. Nên bây giờ phải chuẩn bị nè. Như là có nhiều quý vị là được học, được biết rất là sung sướng, cái bụp cái là có liền. Mình lo cái phước vật, cái phước đức, cái phước trí, cái con ta lo cho mình, người ta sẵn ổn, người ta dưng cho mình học hành sẵn hết rồi. Đó đâu phải tự dưng cơ, đó mình cũng làm á, cái đó là mình cũng làm á, mình cũng là dung bồi sẵn á. Cho nên bây giờ có người ta đến, người ta chỉ dạy cho mình từng cái một thôi, mình không cần phải làm cả những điều đó. Mình phải chuẩn bị, mình không chuẩn bị, mình không có lo trước thì sau này mình không có. Hiểu không? Cho nên cấp trung học phổ thông đó là cái giai đoạn vàng để tìm đích đời. Mình thử là các lớp tài năng mà xuất phát điểm mà từ trung học phổ thông đó, là tôi cưng lắm. Lớp tài năng là trung học phổ thông là tôi cưng lắm. Thì cái lứa tuổi vàng đó, lứa tuổi đó là lứa tuổi vàng để mà xây dựng cho nó đích đời, rồi cho nó cái mục đích nghề nghiệp đồ đó. Mà giờ nhìn lại mấy thứ phổ thông mắc ói vậy đó. Thời mai nào mà mình đã đào tạo nó từ nhỏ lên đó, thì nó còn đỡ nha. Chứ mà nhào nhào vô mà sấn sấn ngang cái là nó nói đứa nào đứa nấy, 10 đứa là hết 9 đứa gử là mắc ói rồi. Kiếm đứa rồi xịn xịn là không có ra, kiếm đứa không bao giờ ra, tại vì nó sống ở trong môi trường gia đình thì gớm, sống trong xã hội thì gớm. Rồi đường nào mà có mình đưa một cái gì mới vô đó mà nó trớt trớt quẻ với mấy tụi nó, nó đâu vô nổi đâu. Đó thành ra đó, cái chỗ mà vấn đề của cô My nói đó, đó thành ra tôi thích nít hơn, nít thích chơi với nít hơn, nó thiệt. Nó làm là nó làm thiệt, nó hứa là nó hứa thiệt,
nó không có mà nó giả dối đó ha, nó giả dối, nó không có làm đi chẳng hạn, nữa nó có làm á là nó có cái sự thể hiện, nó có biết sợ sai á, nó có tầm quý á, có thể hiện được cái điều đó, thấy thương lắm. Thế nên ra mấy đứa đó, mấy đứa nhỏ đó là dù nó sai rồi nọ kia đó, mình la nó không có đặng, tại vì nó biết nó sai, nó thể hiện là nó biết nó sai chứ nó không có ngoan cố. Nó vậy đó, nó dễ thương, nít nó vậy đó. Thế ra mình chơi với nít mình thấy nó an tâm, nó dễ dàng để mình có thể sửa nó lại những cái sai cái xấu. Nó là cưng mấy đứa nhỏ là vậy, lớn khó lắm. Lớn khó lắm, lớn càng lớn nó càng có nhiều cái vấn đề hơn và khó khăn trong cái việc mà để cải sửa hơn. Rõ ràng mình biết mình lớn rồi, rồi mình phải cố gắng nhiều ha, mình biết mình cố lớn rồi phải cố gắng nhiều. Nó đa thọ là đa nhục, đa thọ là đa nhục, lúc nào cũng phải có cái sự mà cố gắng như vậy để sửa đổi mình, để làm cho mình tốt hơn. Mình không có cái sự cố gắng thì không thể nào là mình bù đắp lại được. Bây giờ mình đã trải qua những cái giai đoạn đó là thiếu. Giai đoạn nó thiếu là mình trễ, mình chậm. Gọi là mình đu dè máy bay thôi. Đu càng máy bay thôi. Là nó bay thì xè xè ở trên, không khéo mình buông tay mình rớt chết. Nó phải rất là kiên nhẫn. Làm từng chút một để bù lại. Vậy thì bây giờ đó, nếu như đâu là mình đã có đích đời rồi thì quá tốt. Tốt thì mình làm gì, liên kết nó với tất cả những yếu tố khác để sống, với nó ha. Mình có đích đời rồi, mình liên kết với tất cả những yếu tố khác, mình sống với nó. Chưa có đích đời tìm rồi, nghề nghiệp cũng vậy, nghề nghiệp đó là phương tiện. Vậy thì mình cố gắng mình phải kiếm một cái công việc, một cái nghề để nuôi sống mình. Ổn định hay không ổn định không cần thiết, nhưng phải có để mình nuôi sống mình. Làm chi vậy, lấy cái đó để mà thực hành mình đó, là mình đằng nào mình cũng phải sống mà. Thì cái nghề cái chính là một cái điều kiện rất là cần thiết để mình thực hành cái đích đời của mình ở trong đó luôn. Dĩ nhiên có những cái nghề thì nó tiện lợi, nó thuận lợi để mình thực hành. Có những nghề thì nó khó, nó không dễ để mình thực hành. Thì mình phải bù thêm chứ sao giờ. Bù thêm chứ đâu phải là mình muốn dễ dàng để mình chuyển qua, mình đổi, mình bỏ đâu. Nên là mình bù lại. Ví dụ như trong cái môi trường nghề nghiệp đó của mình thực hành đích đời nó ít xíu. Vậy thì bây giờ mình phải năng thực hành nó trong những cái môi trường khác, trong cái lớp học của mình, trong gia đình của mình, trong cái quan hệ bạn bè, bồ bịch gì đó vân vân. Mình chèn thím, mình làm cho nó tốt hơn, nó nhiều hơn. Đó cũng là những cái hướng để mình có thể làm được. Không phải là mình không làm gì hết, thì mình chỉ có đường chết thôi. hiểu không? Quý vị đã suy nghĩ được cái cách để mà bù lại khiếm khuyết chưa? Hay hỏi gì thì xin mời. Chùm bẽn lẽn luôn hả? Xa quá à, ông con nó xa quá à. Và cũng còn nhỏ nữa. Thành ra cũng khó. Khó để mà hướng dẫn. Nhiều gần đồ do sắp chung với công di rồi nó cũng còn dễ, học thì cũng khác buổi, mọi thứ nó cũng khác ra, cũng khó để mà cho vô thêm những cái thứ ích lợi khác. Lịch thời gian nữa kia thì nó cũng ngặt nghèo, rồi cái môi trường giáo dục ở ngoài chỗ con tót á, trời ơi nó gớm á. Tôi thấy cái môi trường giáo dục ở Cần Thơ này mà tôi mắc ói rồi. Mà tôi nghe mỗi trường giáo dục bên ngoài đó, tôi nói trời, nó mà tôi mà đẻ ngoài ra tôi cuốn gói tôi đi chỗ khác luôn á, tôi không ở xứ vậy. Nghe môi trường giáo dục là thấy ớn lạnh này, quải chà đậu rồi. Rồi sao phát triển nào ấy, trời ơi nó nhầu rồi nhét nhỏ từ đó mà tao nói bự ra luôn đó. Mà bây giờ chà bá nợ nhưng có luôn đó. Trời đất ơi, nó bao nhiêu thứ ở trong trọng rồi, giờ phải moi móc ra, gỡ ra. Nghe các bạn mà kể về nền giáo dục thôi là thấy ngán ngẩm. Nhưng rồi đẻ ở trong Nam nó đỡ gì đâu, đỡ luôn á.
Nam mà trong miền quê nó đỡ dữ, nó mấy cái giá trị nó không còn. Nghĩ không? Bao nhiêu rất ấm mùi. ở ngoài sao mà tiêu cực nó quá trời, ngoài cái tiêu cực quá trời, đặc biệt giáo dục sao mà gớm quá. Mấy đứa nhỏ mà học ở trong cái môi trường vậy sao lớn lên sao mà nó thiệt chứ. Trong Nam thì nó vậy. Trong Nam thấy không, học có bao giờ mà nó giỏi bằng ai đâu, thấy không, ăn chơi thì nó số 1. Ra đó thì nó đỡ cái là ít ra là nó còn tự chọn được nó học hay là nó chơi hay là nó làm gì. Còn ngoài thôi tiêu cực quá trời. Nên quý vị đó, quý vị cũng nhìn thấy cái đó rồi quý vị hiểu phước mỗi người nó mỗi khác, thật sự phước mỗi người nó mỗi khác. Quý vị mình nhìn lại là từ nhỏ tới lớn quý vị gặp được bao nhiêu những cái người tốt, những cái người giúp đỡ cho quý vị, chỉ dẫn cho quý vị những điều hay lẽ phải, những cái đúng đó. Rồi mình phải ngồi nghe, lâu lâu mình phải ngồi mình nghiệm lại, cảm ơn. Lâu lâu mình phải ngồi mình nghiệm lại để mình cảm ơn, mình mang ơn họ. Họ đến trong cuộc đời của mình, trong những cái khoảng thời gian đó mình chưa có biết đến giáo pháp, mình chưa có cái sự tự lập, họ đến họ chỉ dạy cho mình. Có thể là đó những cái chưa có phải là thù thắng. Nếu không có những cái bậc thang đó, không có những cái bước chuyển đó, thì làm sao mình tìm được những cái điều mà nó tuyệt vời hơn, đúng không? Để khi họ đến với mình chỉ một chút vậy thôi, họ làm cho mình có tí vậy đó, rồi họ đi rồi đó. Nhưng mà không có chút xíu đó mình đi không được. Nên mình ngẫm lại đó mình thấy là để mình đến được với giáo pháp, để mình biết được cái đích đời, để mình đạt được cái con đường mà mình đã biết đây đó, khó lắm. Bao nhiêu người ta chung tay vô trong đó luôn đó. Nên mình ngẫm lại đó, có những cái người vậy mình biết quý, mình biết cảm ơn. Mong cho họ sớm tìm được cái con đường giác ngộ, mong cho họ sớm tìm lại được cái con đường đạo. Bởi vì họ còn trôi lắm, họ trôi dạt lắm mà chưa đâu. Mình dạt thì mình chết chứ sao vậy. Trời ơi, đâu phải muốn xin đổi đâu ha. Thoát nhờ chưa có địa vị bự như vậy. Nào anh Thoát có địa vị bự như vậy đi ha, dễ dàng ha. Phải tới đời con anh Thoát rồi ha. Bây giờ anh Thoát phải lo làm đi ha, là tới đời con nó dễ ha. Ok. Trời ơi quan hỷ luôn á. Trời ơi tuyệt vời, mặt trời nguyên bộ ba rem luôn ha. Cho nên thôi gắng cố gắng đi, nhưng mà nhớ nhớ cái chỗ mà cô My nói đó, phải cẩn thận coi chừng mình trâu dạt á. Đừng có để mình dạt lạc trôi á, lúc nào cũng phải có cái sự ghi nhớ suy xét đó. Khi mà mình nhìn lại những cái thực tài thực tế trong xã hội, khi mà nó chưa có cái điều kiện để mà nó biết đến những điều sự ích lợi, hoặc là mình đã trải qua rồi, mình nghiệm lại chính cuộc đời của mình, rút ra cho mình bài học rồi thì phải biết lo, biết lo biết làm, lo rồi phải làm chứ không phải lo rồi nó sầu muộn nha bé hai. Trời ơi, lo rồi mình phải làm từng bước từng biết từng chút một, chứ mình sầu muộn ít lại. Lo rồi mình phải làm, vậy đó là coi như là tuyệt vời.
Ok, nay nhiêu này thôi. Nay nhớ về suy ngẫm, suy tư sâu xa đồ ngang. Không có đám triết cái học nó nhẹ nhàng ha. Nó tình cảm, tình thương, mến thương. Có triết vô cái hệ thống xì lý rồi không à ha. Nên bữa nào mình muốn tâm sự vậy nè, cái đứa nào triết vô đó, cái mình delete nó ra. Nó bữa nào mình mệt quá đó, cái mình vô ha, xì lý nọ kia vô không nổi đó, mệt quá đó, cái bữa nào đứa nào mình đưa triết vô mình chọn ra hết. Nếu mình tâm sự mà không chứ có triết á mình đâu có làm gì được ha. Triết mình phải hệ thống, bài bản, thứ lớp đồ. Thôi lâu lâu rồi có nạt có mở đồ. Rồi thôi bye bye, giữ sức khỏe, uống nước đầy đủ. Bye bye.